Chơi xì gà có quá nhiều đồ chơi đẹp luôn các anh ạ. Mỗi ngày một phong cách, mỗi ngày một thú vui và mỗi ngày một đồ chơi mới rất là đẹp, rất là phong cách và cũng như là đẳng cấp luôn. Xin chào mừng các anh quay lại với kênh YouTube của Ambe Bật Lửa Đẹp. Thì hôm nay em mang đến một cái bộ sản phẩm mới. Bộ này có mã hàng là EZA5008. Các anh có thể là truy cập website ambe.vn, gõ vào ô tìm kiếm là 5008 để xem thông tin chi tiết về sản phẩm này. Mã sản phẩm thì em có để ở trên góc trái màn hình. Chính vì vậy khi gọi điện đặt hàng thì các anh vui lòng đọc đúng mã để bên em giao hàng đến nơi đúng theo yêu cầu của các anh. Bộ sản phẩm đến từ nhãn hiệu Lubinski, rất là sang trọng. Đồ chơi của Lubinski được nâng cấp lên một tầm cao mới, rất là đẹp và rất là phong cách, cũng như là mang một cái tầm đẳng cấp rất là mới. Đây là một chiếc ví xì gà. Thay vì em gọi nó là cái hộp thì nó khá là giống một chiếc ví cầm tay của các anh, rất là vừa vặn. Ngoài cái kích thước em đang giới thiệu ra thì còn có kích thước to hơn, thì các anh cũng có thể xem cái kích thước này ở trên website ampe.vn. Cái thiết kế mới của Lubinski bao gồm một cái logo nổi như này, rất là ấn tượng, phong cách và cũng như là đẳng cấp và sang trọng luôn. Cái logo rất là độc đáo, mạnh mẽ, cũng như là mang một cái hơi hướng rất là Ai Cập cho các anh. Một cái ví cầm tay được bọc da bên ngoài và bên trong. Cái ví này rất là tuyệt vời khi được làm đến 3 lớp liền các anh ạ. Một lớp bên ngoài bọc da này, khung thép này, và bên trong được lót một cái lớp gỗ, đó là lớp gỗ tuyết tùng, giúp các anh giữ ẩm cho xì gà tốt hơn. Và cái khay rãnh này khá là dài, chính vì vậy giúp các anh bảo quản được khá là nhiều dòng xì gà khác nhau. Và cái rãnh cũng rất là to, chính vì vậy là các anh có thể hút size to các anh vẫn đựng vừa. Cái này đựng lên đến 4 điếu các anh ạ. Khi mình di chuyển thì 4 điếu là cái mức vừa phải, rất là vừa phải nếu mình di chuyển ra khỏi nhà trong vòng một ngày, từ nhà đến nơi làm việc hoặc là từ nhà đến nơi công tác một ngày ngắn thôi, thì mình rất là tiện khi mà mang theo 4 điếu xì gà. Bảo quản tốt hơn, chống va đập, chống gãy dập, chống trầy trước, cũng như là chóc hoặc là rách, hoặc là bị nước mưa, hoặc là bị gãy dập, rất là tiện luôn các anh ạ. Cái phần cấu trúc thì phần khung thì được làm bằng kim loại, chính vì vậy là rất là chắc, giúp cả anh mở vài ngàn lần cũng chưa gãy được cái bản lề này đâu. Cái phần này rất là kín, được phủ thêm một cái phần răng cao su viền quanh như thế này, giúp nó kín hơn và chắc chắn hơn, và tạo cho mình một cái độ chắc chắn nhất định cũng như là sang trọng nhất định. Anh nào mà kết cái bộ ví này thì các anh có thể là comment số điện thoại bên dưới video này để bên em có thể gọi điện thoại lại giao hàng cho các anh trên toàn quốc, hoặc là các anh có thể là đặt hàng luôn ở trên website ambe.vn. Để mà tiết kiệm thời gian của các anh thì các anh cũng vui lòng gọi cho em theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình nhé. Xin cảm ơn các anh rất là nhiều.